nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021. Chiều nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cấp tướng hiện đang sống trên địa bàn và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thông báo tình hình thời sự trong nước cũng như thành tựu trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, quân sự địa phương của thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 vừa qua, đặc biệt là khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân đã vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 để giữ vững sự tăng trưởng về kinh tế và ổn định đời sống cho nhân dân. Bí thư Thành ủy trân trọng những đóng góp của các đồng chí tướng lĩnh về hưu đối với công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua. Các tướng lĩnh, cán bộ nghỉ hưu cũng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc với lãnh đạo thành phố. Mong muốn thành phố sẽ có nhiều biện pháp năng động, sáng tạo, phát huy tiềm lực và thế mạnh sẵn có để không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tạo sức mạnh đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời cũng đề nghị lãnh đạo thành phố tập trung đoàn kết, thống nhất trong các chủ trương nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.